Vào ngày 30 tháng 8 vừa qua, trang Esquire Korea của truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải bài viết về các thành viên của nhóm nhạc tân binh MelVV thuộc công ty quản lý The Black Label. Đáng chú ý, khi viết về thành viên Ella, trang tin này nhận xét đây là gương mặt đã quen thuộc với nhiều khán giả yêu nhạc K-pop. Cô là em út của nhóm và có tài năng ở nhiều lĩnh vực, bao gồm hát, nhảy và diễn xuất. Đặc biệt, Esquire Korea còn tiết lộ thêm một thông tin được cho là Rose của Blackpink đã từng nghe bản demo do Ella thể hiện và muốn giữ nó làm của riêng. Điều này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc rằng liệu bài nhạc có điểm gì khác lạ hấp dẫn ra sao mà làm cho bông hồng nước Úc thích nhiều đến vậy. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ca khúc chưa trọn vẹn này không phải bản debut sắp ra mắt của MelVV. Theo nguồn tin từ những người có mặt tại buổi re-listening sản phẩm debut của nhóm nhạc tân binh nhà Teddy, sẽ khiến người nghe liên tưởng đến hai bản hit How You Like That và Do 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 của đàn chị Blackpink. Chính vì lẽ đó, mà chuyện Rose muốn sở hữu một ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động, mang hơi hướng hip-hop là điều khó xảy ra. Dẫu vậy, cộng đồng mạng cũng đồn đoán, bài nhạc mà nữ idol sinh năm 1997 được nghe là một sản phẩm ballad và việc cô muốn có được nó như một cách để dành lời khen cho giọng hát của Ella cũng như bản demo chưa được phát hành. Ella, tên đầy đủ Ella Mackenzie Cross, sinh năm 2008, mang nét đẹp lai ba dòng máu khi có bố là người Mỹ và mẹ là người Hàn lai Đức. Nàng này bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 2 tuổi với tư cách là một người mẫu và chính thức gia nhập The Black Label vào năm 2018. Sở hữu đôi mắt mèo cùng khí chất ngút ngàn từ nhỏ, Ella còn được gọi là tiểu Jenny và chính các thành viên Blackpink cũng từng công nhận điều này. Bên cạnh đó, bốn cô gái nhà YG cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho tân binh 2K8 khi còn chưa debut bằng cách luôn quan tâm chăm sóc như em gái ruột. Trước đó, cộng đồng mạng không khỏi sốc trước khoảnh khắc Ella thoải mái ngồi vào lòng Rose hay có mối quan hệ vô cùng thân thiết với các thành viên còn lại của Blackpink, cho thấy nữ idol lai ba dòng máu thực sự có vị trí nhất định trong lòng đàn chị. Những ngày qua, để chuẩn bị cho việc ra mắt giới giải trí, Ella cùng các thành viên của MelVV liên tục được giới thiệu và đẩy mạnh thông tin hình ảnh trên các mặt báo. Nhóm cũng thu hút truyền thông dư luận trong nước và quốc tế sau khi được đàn chị Blackpink đánh tiếng. Trên báo cũng như các diễn đàn cộng đồng K-pop, loạt bài đăng liên quan đến thành viên của nhóm nhạc tân binh lập tức trở thành chủ đề nóng được dân tình bàn luận sôi nổi. Thế nhưng, giữa những thông tin tích cực, vẫn xuất hiện không ít ý kiến trái chiều về đội hình của MelVV. Theo đó, tại diễn đàn Pan Hàn Quốc, nhiều người bày tỏ sự không hài lòng về Teddy, cho rằng nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng lựa chọn thành viên thiếu màu sắc. Đồng tình với ý kiến này, một tài khoản để lại bình luận: không có Teddy và sự cổ vũ của Blackpink, MelVV chỉ giống như những thần tượng đến từ công ty vừa và nhỏ. Một số thành viên không có sự thu hút, thật thất vọng. Đáng chú ý là cô nàng Narin, người được giới thiệu cuối cùng trong MelVV, lại không được công chúng đón nhận như Ella Ross. Thậm chí, hình ảnh cũ của nữ idol sinh năm 2007 còn bị chia sẻ lại với nhiều lời lẽ tiêu cực. Cụ thể, chủ đề Narin mặc áo Chanel 80 triệu trong ảnh tốt nghiệp tiểu học đã lên top thảo luận khắp cõi mạng. Không chỉ vậy, những hình ảnh thành viên MelVV mặc đồ hiệu cũng được đăng tải lại, làm dấy lên tin đồn về gia thế khủng. Nhiều người đồn đoán, gia thế chính là yếu tố giúp Narin có thể ra mắt cùng nhóm nhạc tân binh của The Black Label. Ngoài ra, một số bộ phận công chúng cũng không đánh giá cao nhan sắc của mảnh ghép cuối của MelVV khi cho rằng cô quá nhạt nhòa.